bạn đang nghe Roger's Podcast, một podcast chuyên biệt về cộng đồng đồng tính nam tại Việt Nam. Nào, hãy cùng Thắng lắng nghe và đồng cảm nhé. Tiết mục chuyện ngắn chọn lọc. Trong chuyên mục đọc truyện tối nay, mình sẽ tiếp tục gửi tới các bạn bộ tự truyện có tựa đề Những chàng trai bước qua đời tôi, phần thứ 6, qua diễn đọc của Mạnh Thắng. Trở lại thời sinh viên của tôi, sau biến cố ê chề bị bỏ rơi khi lê lết bên hồ Tây trong đêm, suốt một thời gian dài tôi hận dũng. Tôi tích cực tham gia đoàn, và trong thời kỳ sôi nổi ấy tôi bớt cô đơn hơn vì ngày càng thêm bạn bè. Tôi gắng học thật tốt chỉ để chứng minh với Dũng rằng không có Dũng tôi vẫn sống tốt, vẫn mạnh mẽ vươn lên. Một năm đại học nữa lại trôi qua, tôi không còn nhớ đến Dũng nhiều nữa. Tôi tìm thấy niềm vui khác khi xin được việc làm tại một trung tâm tin học. Ngày đó, tin học chưa phổ biến rộng rãi. Tôi đến làm không lương, công việc là phụ giúp học viên thực hành. Qua đó, tôi học lỏm những kiến thức mới về tin học. Hồi đó, tin học có nghĩa là sử dụng các lệnh MS-DOS, Microsoft Word và Excel. Chỉ khoảng 2 tháng sau, có học viên muốn tôi trực tiếp hướng dẫn. Cảm thấy tự tin, tôi đề nghị được đứng lớp dạy, và khá bất ngờ, tôi có khá đông học viên theo học. Ngoài những buổi đứng lớp, tôi có nhiệm vụ lôi kéo, chào mời những học viên mới. Có lẽ cái duyên của tôi là tạo được lòng tin của nhiều người, nên trung tâm của chúng tôi luôn đông hẳn hơn những trung tâm bên cạnh. Chị phụ trách trung tâm cũng rất tin tưởng ở tôi. Vậy là từ đó, tôi đã biết tự kiếm ra tiền bằng chính sức lực và trí tuệ của mình. Cũng bởi ngay từ nhỏ, bố mẹ đã dạy anh em tôi biết kiếm tiền một cách chân chính. Khi tôi đi dạy tin học, cũng là thời điểm Internet xuất hiện. Nhưng chẳng nhà nào có mạng Internet, thậm chí nhiều cơ quan cũng không. Muốn vào mạng phải ra hàng cà phê Internet với số tiền 12.000 đồng một giờ truy cập, mà cũng chỉ là Internet kết nối chậm. Lúc đó tôi cũng đã làm ra tiền để có thể vào mạng khá thoải mái, nhưng Internet chưa đủ sức hấp dẫn vì tôi cũng chưa biết vào đó mình được gì. Để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp đại học rồi đi làm, tôi đi học thêm tiếng Pháp ở Trung tâm Ngôn ngữ và Văn minh Pháp trên phố Yết Kiêu. Tại đây, tôi gặp Christopher, một giáo viên dạy tiếng Pháp hơn tôi khoảng 7 tuổi, đẹp trai và nói tiếng Việt rất thành thạo. Chris thường xưng anh với học viên chúng tôi. Tiếng Pháp khó hơn tôi nghĩ, nhưng tôi vẫn rất hào hứng học vì thực sự tôi bị vẻ điển trai của Chris mê hoặc. Biết anh ấy thích nghe nhạc của ca sĩ Mỹ Linh, tôi liền mua ngay một CD của Mỹ Linh tặng cho anh ấy. Đó cũng là CD ca nhạc đầu tiên tôi mua. Trong mỗi buổi học, tôi thường nhìn Chris, và Chris cũng đáp trả bằng cái nhìn đầy thiện cảm. Và tôi lại bắt đầu ngộ nhận. Chris có giống mình không nhỉ? Anh ấy có phải là... Câu hỏi mãi mãi không được trả lời khi bất ngờ Chris bị thuyên chuyển đến một nước khác dạy học. Cứ 2 năm là anh lại di chuyển như thế. Sau khi anh rời Việt Nam, tôi nghe mọi người nói anh qua Israel, và đến giờ tôi cũng chưa có dịp gặp lại anh. Khi Chris nghỉ dạy,
thì tôi cũng không còn tâm trí để tiếp tục học tiếng Pháp nữa. Mặc dù mục đích ban đầu của tôi chẳng liên quan đến Chris, nhưng tôi vẫn tiếp tục qua lại trung tâm này. Một chị lễ tân tại đây yêu ái tôi hết mức. Chị dành cho tôi một chiếc máy vi tính riêng để truy cập mạng. Với sự hướng dẫn của chị, tôi bắt đầu khám phá ra những cánh cửa bí ẩn của Internet, một thế giới của thông tin, của những hiểu biết. Đến thời điểm này, tình yêu của tôi với Dũng đã nguôi ngoai. Suy cho cùng thì Dũng là người con trai bình thường, nên cậu ấy đâu thể thấu hiểu những nghĩ suy, khao khát mãnh liệt và thầm kín luôn thường trực trong tôi. Tôi luôn cảm thấy cô đơn. Tôi cần những người đàn ông có thể hiểu, chia sẻ và yêu tôi. Họ ở đâu? Những người giống như tôi. Có hay không? Những câu hỏi dồn nén thôi thúc tôi kiếm tìm. Thế rồi một ngày kia, vô tình tôi đọc được trên mạng một phóng sự nhỏ nói về một địa điểm mà những người đàn ông đồng tính thường lui tới hẹn hò tâm sự cùng nhau. Đó là Hồ Thiền Quang. Nơi ấy, tôi vẫn thường đi qua để lên trung tâm học tiếng Pháp. Đó là một cái hồ nhỏ, nước thăm thẳm, xung quanh là những con phố đầy cây xanh đẹp và lãng mạn. Nhưng tại sao những người đàn ông lại chọn chỗ đó để hẹn hò và tìm kiếm bạn tình thì tôi không hiểu được. Có lẽ ở đó có rất nhiều cây đổ bóng xuống từng chiếc ghế nằm cách xa nhau, tạo thành những khoảng tối. Và ở đó, những điều bí mật sẽ thoải mái diễn ra. Tôi suy nghĩ về điều đó và nơi đó rất nhiều. Liệu nơi ấy có phải là thế giới phù hợp với tôi hay không? Nơi ấy sẽ tiếp nhận tôi như thế nào? Tôi yêu những người con trai, và tôi cũng giống như họ. Những người đàn ông đi tìm nhau trong bóng tối ấy, tôi đã biết họ ở đâu rồi. Vui mừng nhưng e ngại, tôi không sao cắt nghĩa được cảm giác của mình lúc đó. Tôi muốn kiếm tìm họ ngay lập tức, nhưng vẫn ngại ngần, lo sợ những điều bất thường sẽ xảy đến. Chọn một buổi tối đẹp trời kiếm cớ đi bộ tập thể dục, tôi xỏ giày ra khỏi nhà. Bố mẹ tôi dĩ nhiên không có ý kiến gì. Tôi sải bước thật nhanh qua những dãy phố, hồi hộp chẳng biết mình sẽ gặp những ai, nhìn thấy những gì. Nhưng một tiếng nói bên trong thúc giục tôi: hãy đến ngay, hãy quan sát những người đàn ông ấy, hãy khám phá họ. Qua đoạn hồ Ba Mẫu đã đến rạp xiếc, tôi xỏ tay vào túi quần, đi thật chậm. Mặt hồ gợn sóng lấp lánh dưới ánh đèn đường và bóng của những quán cà phê ấm áp. Đang vào mùa thu, gió nhẹ nhẹ se lạnh đưa mùi hoa thoang thoảng. Nơi đây đâu có gì khác biệt, cũng có một vài người bán rong ngồi ủ rột, vài ông bà già đi bộ vòng quanh. Một cặp vợ chồng nắm tay con nhỏ ríu rít đi qua. Không thấy những gì được nhà báo miêu tả đầy chi tiết sống động. Hay tôi đã đến đây quá sớm? Hay báo chí đã nói quá lên so với thực tế? Tôi ngồi xuống ghế đá một mình tư lự. Khi đang ngơ ngẩn chìm trong những suy nghĩ miên man, thì có tiếng động khẽ vang lên cạnh tôi. Theo phản xạ, tôi quay đầu sang nhìn. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi thấy có hai bóng người đang ôm siết lấy nhau. Một người đàn ông trung niên, cao lớn vạm vỡ, đang dang rộng vòng tay, ôm lấy một cậu thanh niên trạc tuổi tôi, vọng ra tiếng thở hổn hển. Tôi chỉ phỏng đoán vì cậu trai ấy cố tình che mặt bằng một cái khăn mùi xoa. Nóng bừng mặt, tôi quay đi lập tức vì hoảng sợ. Hình ảnh ấy không lạ lẫm vì tôi đã từng làm thế. Nhưng sao tôi lại hoảng sợ thế này? Có lẽ
Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để chứng kiến những cảnh nồng nàn như vậy của những người trong giới. Sợ, nhưng trí tò mò khiến tôi không kiềm chế nổi. Tiếp tục liếc sang, tôi thấy họ bắt đầu hôn nhau. Vì bóng tối nên tôi chỉ thấy hai gương mặt ấy áp chặt vào nhau rất lâu. Toàn thân như có luồng điện chạy qua. Tự nhiên trong tôi chợt liên tưởng đến nụ hôn đầu tiên của tôi với Dũng. Nụ hôn ấy ngọt ngào, đê mê biết bao. Nhưng nó đã thoảng qua như cơn gió. Sau lần đó, tôi không còn được nếm trải thêm. Phải chăng chỉ có tình yêu, một tình yêu thực sự mới khiến cho người con trai nào đó hôn lên đôi môi tôi. Dũng không hề yêu tôi. Cái làm cho Dũng gần tôi chỉ là sự quy phục yếu ớt trước dục vọng của người con trai mới lớn mà thôi. Tôi lầm lũi trở về nhà, trí tò mò được thỏa mãn, nhưng buồn. Cả ngày hôm sau, Hồ Thiền Quang cứ ám lấy tâm trí tôi, mặc dù tôi vẫn đi lại sinh hoạt bình thường. Tôi mong đến chiều để lại được ra đó, mặc dù cũng chẳng hiểu tiếp theo sẽ làm gì, gặp gì, nhưng tôi biết đó là nơi tôi phải đến. Ăn cơm xong, tôi lại tiếp tục đi khỏi nhà, vẫn lý do đi tập thể dục. Hướng đến vẫn là Hồ Thiền Quang. Tôi cố ý đi muộn hơn một chút. Tối cuối tuần, khu vực này đông đúc hơn. Tôi gắng tạo cho mình bộ dạng thản nhiên, cố tình khoác trên mình chiếc áo thể thao. Nó khiến tôi tự tin hơn. Ai đó sẽ nghĩ tôi đi tập thể dục buổi tối. Chiếc ghế đá hôm qua tôi ngồi đã có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc, còn chiếc ghế đá bên cạnh trống trơn. Suýt nữa thì tôi ngồi vào đó, nhưng lại ngại ngần đi tiếp, vẫn như một người vô tư lự đi quanh hồ. Bất chợt, một chiếc xe máy bóng lộn rề rề tiến sát. Người đàn ông ngồi trên xe ngó hẳn vào mặt tôi. Anh ta khoảng 30 tuổi, ăn mặc theo kiểu công chức nhà nước, sạch sẽ và khá chỉn chu. Anh ta nói thì thầm câu gì đó mà tôi không nghe rõ. Dường như anh ta rủ tôi đi chơi. Mặt nóng bừng, hai chân tê dại, tôi làm bộ quay đi chỗ khác. Thấy tôi ngó lơ, anh ta cũng không thuyết phục mà nhấn ga đi mất. Có thể anh ta thử ngỏ lời, không đồng ý thì thôi. Gã gẫm nhầm phải đàn ông con trai bình thường có thể bị ăn đòn. Tôi đứng sững hồi lâu, cảm giác khó tả lan tỏa trong cơ thể. Tôi không biết mình muốn gì đây. Rõ ràng tôi đã không chấp nhận lời rủ dê của anh ta, và đó cũng là điều thận trọng cần thiết. Nhưng anh ta đi rồi, tôi lại tiếc vì một cơ hội đã vụt qua. Sao anh ta có thể liều lĩnh thế? Người ta có thể nói trắng ra điều mình muốn thế sao? Thậm chí với người không quen biết. Và trông anh ta sạch sẽ và khá chỉn chu. Những ngày sau, tôi vẫn kiếm cớ đi quanh Hồ Thiền Quang để thỏa chí tò mò. Tôi nhìn thấy nhiều người đàn ông lai vãng đến đó và tò mò không biết họ có phải là gay như mình không. Thực sự, tôi cảm thấy khó nhận biết. Ngược lại, họ cũng không thể rõ về tôi. Chúng tôi cứ đi gần nhau mà không ai vượt qua được bức tường vô hình, trừ những người mặc quần áo của phụ nữ mà tôi thỉnh thoảng nhìn thấy. Còn những người đàn ông đang ngồi bên hồ một mình kia, liệu họ là những người bình thường hay là những người đồng tính đang đi tìm bạn tình? Đi chơi không? Đi chơi không? Đi chơi không? Câu hỏi thật giản đơn, nhưng bước qua không hề dễ dàng. Tôi đến đây muốn làm quen một ai đó, muốn được bước chân vào thế giới đó. Thế giới mà báo chí miêu tả là đầy nhục dục bệnh hoạn, nhưng đó là một phần cuộc sống của những người như tôi.
những người có những khát khao không giống đa số. Qua đó nhiều lần, tôi nhận được nhiều lời rủ rê và mời mọc. Đi chơi không? Đi chơi không? Đi chơi không? Họ cần gì từ phía tôi? Họ sẽ làm gì nếu như tôi đồng ý? Có giống ông thầy giáo già trước kia đã từng làm với tôi, một thứ dục vọng vô vị, hay giống như nụ hôn mà tôi và Dũng có được? Nó ngọt ngào và kỳ diệu. Nhưng chẳng lẽ nó đến một cách dễ dàng sống sượng thế sao? Tôi ham muốn được thỏa mãn sự tò mò của mình, nhưng tôi đã không bước qua giới hạn mỏng manh của những mối quan hệ qua đường này. Rốt cuộc, tôi đã không cho họ, hay là cho chính tôi, bất kỳ cơ hội dẫu nhỏ nhoi nào. Có phải tôi vẫn muốn là người bình thường? Có phải tôi quá nhút nhát? Có thể tôi sợ những mối quan hệ thoáng qua đầy bất trắc ấy. Sau này, tôi còn biết thêm những tụ điểm khác như sân khấu ngoài trời gần Hồ Bảy Mẫu, phía trong công viên Lenin, nay là công viên Thống Nhất. Tụ tập ở đây đa phần là những gay nghèo hèn, làm những nghề có thu nhập thấp trong xã hội như công nhân, thợ xây, thậm chí cửu vạn. Họ cứ tìm đến đây, bắt được tín hiệu của nhau thì dẫn nhau ra những lùm cây, ghế đá quanh hồ. Sự khổ ải của họ, cách tìm đến nhau trong bóng tối và sinh hoạt chớp nhoáng giữa chốn công cộng, dù là vắng người, đã làm hình ảnh của gay trong mắt mọi người càng xấu xí và bệnh hoạn. Hòa nhập với thế giới đồng tính, thế giới gồm những người như chính bản thân mình, qua cánh cửa này là việc khó khăn và tôi cố tình trì hoãn. Thật ra, tôi muốn nhưng không thể. Tôi ngại. Và một ngày, tôi đã tìm ra cánh cửa đến với thế giới ấy. Tôi đã mạnh dạn bước chân vào thế giới dành cho mình bằng một cánh cửa an toàn, thú vị và nhiều màu sắc sống động hơn. Ở Trung tâm Ngôn ngữ và Văn minh Pháp, tôi được chị Lễ Tân chỉ cho cách chat qua công cụ MIRC. Đó là kiểu chat thông dụng thời bấy giờ với những chat room, phòng chat nhiều người. Vốn khá sành tin học nên đối với tôi, việc sử dụng công cụ này không khó khăn gì. Tôi chọn đại một cái nick rồi đăng nhập vào cửa sổ chat. Trên màn hình máy tính hiện lên rất nhiều nick lạ mắt, có cái là tên người, nhưng có cái chỉ gồm con chữ và số như mật mã. Những dòng chữ đối thoại, một mớ hổ lốn những thông tin. Tôi ngồi yên, không tham gia vào, mà chỉ đọc xem họ nói với nhau những gì. Ngoài những điều vớ vẩn được phát ngôn bát nháo, tôi thấy có rất nhiều người gửi cho nhau những lời có cánh, giống như họ tỏ tình trước đám đông, nhưng không ai biết họ là ai. Thật là một điều kỳ diệu. Tôi thấy vui mừng với thứ tiện ích chỉ cần ngồi một chỗ nhưng có thể làm quen với nhiều người xa lạ trên khắp thế giới. Tôi bắt đầu kết bạn qua chat. Tôi lấy nick Candy, một nickname ngọt ngào. Bất ngờ khi có rất nhiều đàn ông, con trai nhảy vào nick chat riêng với tôi. Họ hỏi tôi, bạn là con gái à? Tôi nói vâng, để xem họ tiếp tục nói gì. Họ chat với tôi rất cởi mở. Những câu chuyện của một cậu bạn bằng tuổi đang du học bên Anh kể cho tôi nghe về một chân trời rất xa. Những trò vui bên Mỹ mà một ông Anh đứng tuổi tâm sự khiến tôi vô cùng hứng thú. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày trên mạng. Tôi vẫn tiếp tục lấy nick Candy và ngày càng có nhiều bạn trai hơn. Trò chơi này hơi giống một trò thời phổ thông, khi chúng tôi viết thư để lại trong học bàn. Tôi học buổi chiều, giả làm con gái và viết thư cho cậu trai học buổi sáng đúng chỗ tôi ngồi.
Câu chuyện đi đến hồi cậu trai thích quá, tìm đến trường vào buổi chiều để gặp mặt. Tôi đã bố trí để Mỹ Linh gặp cậu ấy. Và sau khi gặp Mỹ Linh, cậu lại càng thích hơn. Trò chơi cũng chỉ dừng lại ở đó. Những bạn chat xin địa chỉ email và viết thư cho tôi. Thậm chí rất nhiều người muốn viết thư tay và gửi quà tặng tôi. Tôi cảm thấy bối rối. Sẽ như thế nào nếu họ phát hiện ra tôi là con trai đóng giả nhỉ? Họ chắc sẽ thất vọng và có cảm giác bị lừa dối. Tôi sợ điều đó. Tôi hỏi ý kiến chị Lễ Tân và được chị đồng ý giúp đỡ bằng cách cho lấy tên và địa chỉ của chị. Những món quà được coi là chiến lợi phẩm của hai chị em. Chúng tôi rất vui, không phải vì những món quà, mà vì cảm thấy thế giới này thật gần. Riêng tôi, đây còn là dịp để tôi hiểu thêm về đàn ông thông qua việc gần gũi, dù là gián tiếp với họ. Tôi trở nên nghiền chat đến mức không ngày nào không lên mạng. Trò vui tiếp diễn đến một ngày. Qua chat room, có người đàn ông đã hỏi tôi: em có phải con trai đóng giả con gái không? Em có phải gay? Tôi ngỡ ngàng vì tôi không hiểu gay là gì. Thời ấy, tôi chưa hề nghe và biết đến khái niệm ấy. Tôi chỉ nghĩ những người như mình thì thường hay bị gọi là BD. Nhưng tôi rất ghét, rất sợ ai gọi mình như vậy. Trong hình dung của chính tôi, từ BD nói về một cái gì đó thật bệnh hoạn, đáng sợ. Tôi lướt nhìn danh sách trên màn hình và chợt nhận ra một loạt nick bắt đầu bằng chữ gay. Gay Hà Nội, gay dễ thương, gay 25 tuổi. Tôi chợt phát hiện ra có rất nhiều người giống như tôi ở trên mạng. Tôi bắt đầu len lén bỏ nick Candy và lấy nick là G Hà Nội Đa Tình. Khá nhiều người nhảy vào làm quen, có đủ cả. Người thì nghĩ chữ G đó là cơ, người thì nghĩ ngay đó là gay. Tôi cũng không giải thích nhiều, ai nghĩ sao cũng được. Tôi bắt đầu có những người bạn đồng tính trên mạng Internet. Tôi làm quen, nghe họ tâm sự và thấy rằng hóa ra trên thế giới này có rất nhiều người chung hoàn cảnh với mình. Tôi trở nên tự tin hơn. Trong số những người đó, tôi làm quen với một người kém tôi 2 tuổi. Cậu ấy cũng tên Xuân, giống ông thầy giáo cũ của tôi. Xuân làm việc cho một quán net ở trên đường Lê Thái Tổ. Chúng tôi chat với nhau thân thiện và cởi mở. Sau vài lần như thế, Xuân chủ động hẹn tôi đi uống cà phê. Đó là lần đầu tiên tôi hẹn uống cà phê với một người lạ. Quán cà phê Lâm trên phố Nguyễn Hữu Huân thật đông đúc. Ngày còn là sinh viên, tôi cũng đã vài lần đến đó ngồi cùng đám bạn học. Tôi cảm thấy an toàn khi ở một chỗ quen thuộc. Xuân xuất hiện. Cậu ta nhỏ thó, gương mặt lanh lợi và có vẻ rất từng trải. Tôi cảm thấy hơi lo sợ. Nhưng rồi sự lo sợ nhanh chóng biến mất khi Xuân kể cho tôi nghe những câu chuyện về công việc của Xuân. Xuân tiếp xúc hàng ngày với khách nước ngoài trong quán Internet sang trọng. Điều đó làm tôi ngưỡng mộ. Chúng tôi nói chuyện, nhìn vào mắt nhau. Tôi cảm thấy tin tưởng Xuân, muốn giống như Xuân, tự tin trong cuộc sống. Chia tay ra về, tôi có cảm giác quyến luyến và muốn gặp lại Xuân. Một ngày sau, Xuân lại rủ tôi đi uống cà phê. Vẫn quán đó, vẫn chỗ ngồi đó, nhưng lúc này tôi đã mạnh dạn lên nhiều. Không chỉ là Xuân nói nữa, mà tôi cũng kể cho Xuân nghe những câu chuyện của mình. Xuân tỏ ra rất hứng thú. Tối đó, chúng tôi nói chuyện say sưa, tới tận lúc chủ quán đóng cửa mới chịu về. Nhà Xuân chung đường với nhà tôi, nên hai đứa cùng đi. Tới ngõ nhà tôi, cả hai vẫn chưa dứt chuyện và thấy rất quyến luyến nhau.
Xuân chủ động. Hay để Xuân ngủ lại nhà chung tối nay nhé. Tôi hơi choáng vì không nghĩ Xuân nói như vậy. Hơn nữa bố mẹ tôi rất ghét con cái đi ngủ hoang ở nhà người khác và ngược lại. Nhưng tôi đã thặc lưỡi đồng ý vì biết tối đó mẹ đi trực, bố lại đi công tác xa. Chúng tôi đã lẻn lên phòng riêng của tôi. Và đêm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi đã có một đêm cùng với một cậu trai giống mình. Không ai là người dụ dỗ ai, không ai ép buộc ai. Chúng tôi tự nguyện đến với nhau. Tôi tin rằng từ đây tôi sẽ không còn phải gánh chịu cảm giác đeo đuổi một ai đó, khẩn cầu tình yêu của ai đó trong dằn vặt nữa. Chúng tôi có thể nhận ra cảm xúc, niềm khao khát trong nhau. Dần dần tôi bắt đầu nhận ra những cuộc tình trai thế này chỉ cần có chút lửa của cảm tình là có thể bốc cháy rất nhanh như một ngọn lửa rơm, cháy hết mình trong phút chốc, chỉ còn lại là một cọng tro. Chúng tôi tận hưởng tình cảm, sự dâng hiến cho nhau thật thoải mái. Những ngày tiếp theo lòng lâng lâng vì yêu và được yêu, tôi dành cho Xuân niềm thương nhớ thật nhiều. Thế nhưng, một buổi sáng đi trên phố, tôi bất ngờ thấy Xuân ngồi sau xe người con trai khác và ôm rất chặt. Tôi choáng váng không dám tin vào mắt mình. Sự thật ấy quá phũ phàng và ê chề với một người thiếu kinh nghiệm như tôi, chỉ biết yêu và dường như không kiểm soát được lý trí. Tôi gọi điện cho Xuân, cậu ấy không nghe máy. Buổi tối, tôi lên mạng và trút hết trách móc, giận dữ lên Xuân, người bạn tình mới quen của tôi. Nhưng đáp lại, Xuân không hề thấy mình có lỗi. Xuân nói cậu ấy đi với ai, làm gì là quyền của cậu ấy. Tôi ngỡ ngàng rồi chợt nhận ra. Quả đúng như cậu ấy nói, cậu ấy đâu có nói yêu tôi câu nào. Ngày hôm qua, chúng tôi chỉ gần gũi, quan hệ với nhau, đâu có hứa hẹn điều gì. Vì sao cậu ấy lại phải có trách nhiệm thủy chung với tôi chứ? Thật chua chát, tôi cảm thấy đau đớn vì sự ngộ nhận của mình. Tôi căm ghét Xuân, căm ghét những người đồng tính đã đến với tôi như Xuân hay ông thầy giáo cũ. Một bản chân tôi đã bước vào thế giới gay như thế, và lập tức tôi bị những cú đánh bầm dập phủ đầu. Tôi nghĩ mình phải trả thù. Quen và gặp gỡ nhiều người. Đặc biệt khi nghe phong thanh Xuân thân với ai thì tôi lập tức tìm cách làm quen và hẹn gặp. Tôi sẵn sàng ngủ với bất cứ ai nếu người ta thích, nhưng chỉ một hai lần là tôi chán và chủ động bỏ đi tìm người khác. Tôi muốn cạnh tranh với Xuân, tôi muốn trả thù Xuân. Đó là những suy nghĩ của tôi lúc ấy, trẻ con và hiếu thắng. Nhưng dường như đó cũng là bản năng dữ dội trong con người tôi. Sự tổn thương khiến tôi trở nên hung dữ. Như một con thú bị thương, tôi sẵn sàng làm tất cả mọi điều để giữ lấy tính mạng cho mình. Và không chỉ có vậy, tôi phải ăn thịt những kẻ có thể sẽ là kẻ thù của mình. Trong con người của tôi tồn tại bản năng sinh tồn rất mãnh liệt thì phải. Ngày đó tôi không nhận ra, nhưng bây giờ khi đã trưởng thành hơn, suy nghĩ và nhìn lại quá khứ, tôi có cảm giác tất cả những gì mình đã làm đều xuất phát từ bản năng, ngoài ra không vì một lý do nào khác.
Cuộc sống của một người đồng tính vốn rất khắc nghiệt, phải luôn đề phòng và bảo vệ mình. Có người hỏi tôi sau mỗi lần như vậy, tôi có bị tổn thương không? Tại sao tôi lại đi tìm hết người này đến người khác? Có, tôi đã bị tổn thương rất nhiều, nhưng tôi không phải là kẻ yếu đuối. Tôi muốn mình là kẻ thống trị những nỗi sợ hãi của bản thân, và những điều đó dẫn dắt tôi đến những hành động mà người thân, bạn bè và cả chính tôi sau này nhìn lại cũng không thể tưởng tượng được mình đã từng như vậy. Đóng vai một cậu bé sinh viên hiền lành, ngây thơ và non nớt, tôi chinh phục rất nhiều kiểu người khác nhau. Ban đầu thì tôi là như thế thật, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tôi thay đổi hoàn toàn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bề ngoài. Đa phần những kẻ tìm đến tôi đều đi tìm niềm vui chốc lát. Cuộc đời của người đồng tính với bao nhiêu ngăn chặn và giấu giếm, chỉ chờ có dịp là bung ra thỏa mãn. Về cơ bản, xã hội không chấp nhận những mối quan hệ đồng tính luyến ái, dù pháp luật không cấm. Vậy nên, mong chờ gì những tình trai lâu dài? Họ muốn có tôi để thỏa mãn tình dục, để trốn vào lạc thú đích thực mà họ mong mỏi, để rồi sau đó lại lệ bộ nghiêm chỉnh, tiếp tục đóng cái vai mà bản thân đã kỳ công diễn nhiều năm dòng. Riêng bản thân, tôi nghĩ mình đang chơi một trò chơi vui vẻ. Tôi mường tượng một nghịch cảnh, họ nghĩ đang săn tôi, nhưng chính tôi mới là kẻ đi săn và con mồi là họ. Tôi và họ, ai là kẻ đi săn và ai là người bị săn? Họ chuyển tay nhau số điện thoại của tôi. Tôi nghe máy và hẹn gặp. Kịch bản thường là như thế này. Người gọi đến lấy một giọng dễ nghe nhất, nhẹ nhàng quyến rũ nhất mà họ có thể. Trung à? Vâng, em đây. Ai đó ạ? Thế là người kia bèn tự giới thiệu về mình. Họ làm đủ nghề, doanh nhân, kỹ sư, diễn viên, nhà báo. Có những người úp mở về nghề nghiệp và bản thân, tôi cũng không tò mò. Nhưng nói chung, họ là những người thuộc tầng lớp trung lưu trong xã hội, những người có đủ tiền để duy trì một mối quan hệ vui vẻ với một chàng trai trẻ. Thời gian đó, tôi đã nghĩ một chàng gay cần phải có ít nhất là một trong ba điều sau đây. 1. Tiền bạc. 2. Nhan sắc. 3. Tuổi trẻ. Tôi quan niệm một người đồng tính nếu không có một trong ba điều đó sẽ có một cuộc sống rất cực khổ. Bạn sẽ là ai? Ai sẽ chấp nhận bạn nếu như bạn không có tiền bạc, không có nhan sắc và già nua? Người đồng tính thường ưa thích sự trẻ trung và đẹp đẽ. Nếu bạn không có cái đó, bạn phải có tiền. Bạn phải mua tình cảm bằng vật chất. Họ sẽ đến với bạn vì điều gì? Tôi có những người bạn không có ngoại hình đẹp, thậm chí có thể nói là xấu, nhưng họ lại luôn có hàng tá trai trẻ theo đuổi. Đơn giản vì họ là những người giàu có, tâm lý và rất khéo chiều chuộng những tá trai như vậy. Cũng có người bạn tâm sự với tôi. Nhiều lúc anh không biết họ đến với mình vì điều gì nữa. Chẳng ai nói thẳng ra là em đến với anh vì tiền. Nhưng nếu như không có tiền, không biết họ có đến với mình không? Tôi có ngoại hình không tồi, tuy không đẹp trai kiểu da trắng mịn màng, khuôn mặt baby kiểu phổ biến mà nhiều gay thích. Nhưng tôi lại thừa hưởng ở bố mẹ vẻ nam tính. Tôi không cứng cáp, mạnh mẽ như những chàng trai chơi thể thao, nhưng không eo uột, eo lả. Đó cũng chính là thế mạnh rất cuốn hút các bạn tình đồng giới mà tôi nhận thức được và sử dụng nó để đùa giỡn với tình cảm của những người tình tôi gặp sau xuân.
khi vào năm cuối đại học, tuổi 21 tràn trề sức lực để có thể phung phí. Có ngày tôi đi chơi với 3 người. Vừa về tới nhà ít phút là có người khác đến đón. Họ cứ lướt qua cuộc sống của tôi như đèn kéo quân nhưng không lặp lại. Chẳng cần biết ai là ai, tôi tự mê hoặc mình. Tôi thấy mình quyến rũ, bay lượn giữa một vầng sáng lấp lánh trung tâm. Xung quanh là những con mắt khát thèm. Đây là cuộc vui của tôi, tôi không cần ai cả. Với ý nghĩ đó, tôi lao vào bất cứ mối quan hệ nào. Tôi tìm cách quyến rũ và chia tay họ ngay khi nghĩ họ có cảm tình với tôi. Rất nhiều người đàn ông đã đi qua cuộc đời tôi như thế, đơn giản. Bây giờ khi ngẫm lại, tôi cũng không biết mình có tiếc nuối quãng thời gian thanh xuân đó hay không nữa. Nhưng rõ ràng, đó là những trải nghiệm ngu ngốc, dại khờ, thậm chí đau đớn mà tôi có được từ cuộc sống. Lúc đầu chỉ là để trả thù, nhưng sau này nó ngấm vào cách sống, cách suy nghĩ của tôi, và chính nó khiến tôi cảm thấy sợ hãi chính mình. Nhưng như một thói quen, tôi không dứt bỏ được. Những trải nghiệm của trường đời thường khắc nghiệt hơn trường học. Có điều, tôi là người biết cách học được ở những thứ tồi tệ nhất, những điều tốt nhất cho cuộc sống của mình. Thế nhưng, đó lại là một câu chuyện khác sau này, khi tôi đã bước sang tuổi 27-28 của cuộc đời. Năm cuối, tôi đi thực tập ở công ty ga Petrolimex. Công việc đầy mới mẻ khiến tôi rất thích. Nhưng một điều thích nữa là ở công ty có kết nối Internet. Hồi đó, tôi bắt đầu đi sâu khám phá những bí ẩn của giới tính thứ ba qua cánh cửa này. Có những hôm tôi say sưa xem, bỏ cả bữa trưa. Xem trực tiếp chưa đủ, tôi tìm cách lưu lại, in ra. Thời gian thuận lợi để làm việc đó tất nhiên cũng là buổi trưa, khi mọi người đã đi ăn hết. Có lần tôi đặt lệnh in nhiều quá, gần đến giờ làm buổi chiều mà không biết làm thế nào để dừng lại. Tắt máy in, không ổn vì bật lên nó lại chạy tiếp. Cuối cùng tôi phải đứng ngay cạnh máy in, được tờ nào thu lấy ngay rồi giấu biến đi. Tuy đó là quãng thời gian sống vội vàng, gấp gáp và gần như mất phương hướng, nhưng lúc đó tôi cũng có những cuộc tình đáng nhớ. Có người cho tôi cảm giác ấm áp, người cho tôi một chút niềm tin và cả những người mang cho tôi những kỷ niệm đẹp và lãng mạn. Một lần online, tôi gặp Nhật. Nhật là con trai một chủ vựa tôm sú ở Bạc Liêu. Lúc quen tôi, cậu đang học đại học năm thứ hai tại Sài Gòn. Với chiều cao khoảng 1m85, Nhật muốn làm người mẫu. Cậu đăng ký học tại một lớp đào tạo người mẫu và bắt đầu luyện tập cho đến khi một người đàn ông hơn 40 tuổi tự xưng là phóng viên gạ gẫm. Nếu đồng ý là tình nhân của anh sẽ giúp đỡ em trở thành một người mẫu sáng giá tại giải thành này. Ở thành phố phương Nam ấy, những đề nghị kiểu như vậy là bình thường. Nó có thể được hiểu là cởi mở, là thoáng, nhưng cũng có thể hiểu là sòng phẳng, giáo hoành. Với cách quan hệ này, mọi điều dễ dàng hơn. Đến và đi, tất cả đều có thể đo đếm được. Nhật hy vọng nhưng vẫn cảm thấy bất ổn với lời đề nghị này. Cậu muốn trở thành người mẫu, thành người nổi tiếng. Cậu đang chờ một cơ hội, và cơ hội hiện ra dưới dạng một cuộc đánh đổi. Vân vân, Nhật đã hỏi ý kiến tôi. Với kinh nghiệm của một kẻ sớm gặp nhiều xảo trá trong giới đồng tính, tôi đã khuyên: làm người mẫu thực ra không dễ, nhưng không phải quá khó. Nhật có chiều cao, có vẻ đẹp thì càng không khó. Mà chắc gì, lỡ khi đã có Nhật, người kia từ chối giúp thì sao? Mọi quyết định là tùy ở bạn.
Nhật nghe tôi nói, im lặng. Tôi cũng không hề nghĩ Nhật sẽ hành động theo lời khuyên của mình, vì chính tôi khi đó cũng chỉ khuyên một câu vu vơ mà thôi. Quan hệ trên mạng, nhiều ý kiến cũng chỉ để tham khảo, như đọc một diễn đàn nào đó. Nhưng thật bất ngờ, ngày hôm sau, Nhật báo tin đã từ chối lời đề nghị của ký giả kia. Cậu không muốn làm người mẫu nữa, mà tiếp tục việc học đại học. Tôi rất vui về điều đó, và càng vui hơn khi Nhật nói yêu tôi và muốn làm người yêu của tôi. Nhật đã không chấp nhận đánh đổi bản thân mình để được cái danh vọng hão huyền kia. Sau này, khi chính thức bước chân vào nghề báo, bản thân tôi cũng gặp những điều tương tự như vậy. Tôi làm phóng viên văn hóa, tiếp cận với khá nhiều người nổi tiếng. Giới chân dài tôi quen biết không ít, hoa hậu, diễn viên hay ca sĩ, nhiều người cũng là chỗ thân tình của mình. Có những cậu bé và cả những cô bé khi biết tôi làm nhà báo đã chủ động tìm đến ngã giá. Em muốn được anh lăng xê, em muốn làm người mẫu, và em muốn... Nếu anh cần em sẽ... Những lời đề nghị, những tấm thân trẻ trung và nhiều tham vọng. Và tôi, một người cũng có chút ít khả năng, có thể lợi dụng công việc, nghề nghiệp của mình để mang lại chút danh tiếng cho kẻ nhờ vả, cũng có lúc xao động. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Sự xáo động giữa việc cho và nhận, đánh đổi và lạm dụng. Tôi đã từng là nạn nhân của cho lạm dụng, và đó là hố đen chôn cuộc đời tôi mà mãi đến sau này, gần 15 năm sau, tôi mới có thể vượt lên được. Chính vì thế, tôi không bao giờ muốn mình trở thành một hố đen chôn người khác, cho dù họ có tự nguyện hay không. Quay trở lại với mối tình của Nhật, ở xa nhau cả ngàn cây số, có gặp nhau bao giờ đâu. Tôi cười và nghĩ thầm, có thêm người yêu qua mạng cũng chả sao. Thế nhưng, khi những cuộc trò chuyện ngày càng nhiều hơn, tôi hiểu thêm về Nhật. Và mặc dù biết Nhật cao hơn tôi nhiều, nhưng tôi vẫn âu yếm gọi Nhật là nhóc và xưng anh. Những buổi gặp gỡ trên mạng khiến tôi yêu Nhật từ lúc nào không hay. Ban đầu, có thể đó chỉ là cái gật đầu lấy lệ, là trò chơi mà tôi vẫn hay bày ra. Thế nhưng, khi mỗi ngày không được gặp nhóc trên mạng, là tôi lại cảm thấy nhớ cồn cào, xa diết. Nhật cũng vậy. Cậu nhiều lần nói muốn bỏ học ra Hà Nội để được gặp mối tình ảo của mình và chung sống với tôi. Tôi sợ, tôi chưa sẵn sàng để sống như vậy. Tôi mới chỉ là một cậu sinh viên năm cuối đại học, tuy đã đi làm thêm kiếm được tiền để tiêu vặt, nhưng tôi vẫn chưa đủ khả năng bao bọc một ai. Tôi ra sức khuyên ngăn Nhật đừng làm như vậy, và hẹn Nhật khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ vào Sài Gòn sống cùng Nhật. Câu chuyện của Nhật cũng khiến tôi nhớ lại một người bạn Sài Gòn quen qua mạng. Tôi không nhớ mình đã nói gì, quen với cậu bạn đó bao lâu. Nhưng một ngày đẹp trời, cậu nói đang ở Hà Nội, đã bỏ trốn gia đình ra đây tìm tôi. Bất ngờ và hoảng loạn, tôi chạy trốn như một kẻ sở khanh chạy trốn người tình tìm đến nhà bắt vạ. Tôi không biết đó có phải sự so sánh khập khiễng và buồn cười không? Nhưng lúc đó, tôi cảm thấy chuyện của mình như vậy. Cậu bạn đó không tìm được tôi, đành về ở tạm nhà người quen. Một thời gian ngắn sau, cậu tình cờ quen một người khác và đến ở chung với anh này. Khá bất ngờ, nhưng đúng là trái đất tròn khi người cậu quen lại chính là một trong số những người bạn tình của tôi. Những mối tình của người đồng tính đôi khi là vậy, khao khát, cuồng nhiệt, dám vứt bỏ tất cả, gia đình,
bạn bè và tương lai để đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Nhưng nó cũng dễ dàng chuyển hướng sang một người thứ hai, thứ ba nào đó khi tình cảm không được chấp nhận. Khi bắt đầu thực sự học được những kinh nghiệm trong cuộc sống, cũng là lúc tôi sắp hoàn thành chương trình đại học. Ngoài Nhật ra, trong những mối tình thoáng qua của tôi còn có một người để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Đó là một Việt kiều trưởng thành và lịch lãm. Anh đã cho tôi những bài học về sự cám dỗ, lòng chung thủy và phản bội. Tất cả về anh và cuộc tình này đều mơ hồ. Trước khi gặp Nhật, người tình trên mạng của mình, thì vào tháng 6 năm ấy, anh Vũ, một Việt kiều, bạn qua chat của tôi từ New Zealand về nước thăm gia đình. Trước khi về quê Hải Phòng, anh Vũ ghé qua Hà Nội thăm tôi, nhưng do bận, tôi và anh không có dịp gặp gỡ. Vài ngày sau, anh báo cậu người yêu của anh ở Sài Gòn bay ra chơi với anh ít hôm. Tôi cũng chẳng để ý. Hơn 2 tuần sau, anh Vũ gọi điện thoại cho tôi. Người yêu anh đã về và anh muốn gặp em. Tôi đồng ý. Bản luận văn của tôi đã hoàn thành, chỉ chờ ngày bảo vệ. Thời gian này không còn phải lo về chuyện học hành. Tôi giả vờ đến cơ quan thực tập như bình thường, nhưng thực chất lại ra bến xe Kim Mã, gửi xe máy và lên xe Hoàng Long về Hải Phòng thăm anh Việt kiều. Ngồi trên chiếc xe đưa mình về một thành phố lạ, tôi không khỏi hồi hộp và lo lắng. Liệu có gì bất trắc không nhỉ? Mình chưa gặp anh ta lần nào, chẳng biết mặt mũi anh ta ra sao. Liệu anh ta có làm gì mình không? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Thế nhưng sau đó, tôi lại tự trấn an mình, hãy mạnh mẽ và can đảm lên. Anh Vũ đón tôi ở bến xe Bác Bạc. Anh không đẹp trai, thậm chí còn hơi mập so với tưởng tượng của tôi. Nhưng lỡ xuống nơi xa lạ này rồi, tôi không còn cách nào khác là để anh đưa đi đâu thì đi. Anh đưa tôi đi thẳng về nhà và nói: anh về Việt Nam thăm nhà nên ở cùng em trai và em dâu. Nhưng anh có phòng riêng, em có thể ở lại, không sao cả. Tôi cười và nói: em không đi qua đêm được, tối em phải về nhà. Tôi phải về nhà thật, nhưng đây cũng là một cách giữ giá. Anh Vũ đưa tôi đi ăn nhanh chóng rồi trở về nhà, lên phòng riêng ngay. Tôi thầm nghĩ, anh cũng chẳng khác những thằng đàn ông tôi đã từng chung đụng. Hóa ra Việt kiều thì cũng thế, chỉ muốn lên giường và thỏa mãn thân xác ngay mà thôi. Thế nhưng, anh làm tôi bất ngờ khi không có bất kỳ hành động dỗ sàng nào với tôi cả. Anh chỉ hỏi han nhiều về cuộc sống của tôi. Suốt buổi chiều nằm bên anh, tôi huyên thuyên đủ điều về mình, về những người bạn của tôi. Còn anh chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng lắm mới chêm vào vài câu hỏi hoặc nhận xét hóm hỉnh. Đến chập tối, anh lấy xe máy đưa tôi ra bến xe trở về Hà Nội và hẹn gặp lại. Và cái hẹn đó đã diễn ra ngay sáng hôm sau, khi nghe anh gọi: hãy xuống Hải Phòng chơi với anh đi. Tôi ra ngay bến tìm xe đi Hải Phòng. Anh lại đưa tôi đi tham quan các ngôi chùa ở thành phố này. Anh chụp rất nhiều ảnh cho tôi và không hề đòi hỏi gì cả. Tôi cảm thấy an tâm và rất dễ chịu khi ở bên anh.
Lúc này tôi nghĩ anh là một người tốt. Sự việc tiếp diễn như vậy đến ngày thứ ba, tôi lại xuống Hải Phòng. Và lần này, chính bản thân tôi đã không cưỡng được mình khi chủ động âu yếm anh ấy. Chúng tôi đã lao vào nhau. Anh không có ngoại hình như những người tôi thích, nhưng tôi cảm thấy vui vẻ và ấm áp khi được bên anh, được anh chăm sóc. Sau này tôi biết anh là một trong những gay rất thành công trong việc chinh phục các cậu trai nhỏ tuổi. Anh còn có những người tình chưa đến tuổi thành niên. Anh không bao giờ cưỡng ép hay lừa gạt ai cả. Bí quyết của sự thành công là anh có tiền, có danh Việt Kiều và rất biết chiều chuộng, tâm lý hết mực. Em giây phút mắng nồng, tình yêu đã đến, đến trong cơn mưa từng xa vắng, rồi cho ta dòng lệ đã. Tình tựa bao tố giúp có ta múa, mộng đẹp xinh giữ trong tim. Hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phải máu phê đầu. Em ơi khi coi chanh còn lại hơi ấm đêm nào, xin giữ cho anh câu hứa trên môi đến bạc. Một tuần sau, tôi bảo vệ luận văn tốt nghiệp thành công. Trong khi đám bạn cùng lớp tổ chức liên hoan cuối năm, thì tôi xin phép bố mẹ lên đường xuống Hải Phòng chơi vài ngày. Tôi lấy lý do đi thăm nhà bạn bè cùng lớp cho vui, và đến tận bây giờ cũng không ai nghi ngờ về chuyến đi cuối năm học đó của tôi. Gần một tuần bên nhau cho tới khi anh lên máy bay trở về nước, tôi thấy lâng lâng niềm vui. Thậm chí tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi chẳng hề bận tâm lúc đó tôi đã nhận lời yêu nhóc Nhật, và anh thì cũng chỉ vừa tiễn bạn trai về Sài Gòn không lâu. Đó là một kiểu quan hệ tình cảm của những người đồng giới. Chúng tôi đến với nhau quá dễ dàng, nhẹ nhàng. Chỉ cần có vài điểm hợp nhau và chỉ cần vui là quá đủ. Còn tình yêu là gì? Có lẽ ở thời điểm đó, tôi không xác định được và cũng chưa hề nghĩ đến. Sau này, tôi mới hiểu những mối quan hệ như với anh Vũ chưa phải là yêu. Sau này, khi ngập chìm đau khổ trong những tình cảm sâu nặng, với đầy đủ những sắc thái ghen tuông, giận hờn, lo lắng, thậm chí hận thù, có lúc tôi thoáng nghĩ đến những ngày vô tư lự, với những mối quan hệ vui vẻ, chẳng phải chịu trách nhiệm gì với ai và với cả chính mình. Những ngày thanh xuân mà ai cũng có. Trên tôi đã nói, đồng tiền là một thứ rất cần với người đồng tính, cần hơn người thường. Bởi việc đi chơi, hẹn hò của gay vốn nhiều hơn, khác hơn so với người thường. Chúng tôi luôn muốn có sự đổi mới, muốn có cảm giác lạ. Có những người đàn ông đã yêu thương tôi thật lòng, họ chăm sóc và nâng niu tôi. Tôi cảm thấy mình như người chiến thắng, ngầm kiêu hãnh với bản thân mình. Những người đàn ông đó tặng tôi những bộ quần áo, những món quà và cả điện thoại đắt tiền. Còn nhớ, chiếc điện thoại di động đầu tiên của tôi là do anh Vũ tặng. Đó là một chiếc Nokia to như cục gạch, nhưng vào thời ấy, nó là của hiếm. Anh Vũ đưa cho tôi, nói rất đơn giản: anh chuẩn bị về New Zealand rồi, không cần dùng điện thoại nữa, em lấy mà dùng. Một anh khác, làm kế toán trưởng của một chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam, cũng nổi tiếng biết cách chiều chuộng các em trẻ trung,
anh cũng đã mua cho tôi vài bộ quần áo rất mốt. Nên hiểu rằng đây hoàn toàn không phải là chuyện trao đổi mua bán. Ở đây vừa có sự bù trừ, giúp đỡ của người đồng cảnh với nhau, vừa có quan hệ huynh đệ kiểu kết nghĩa ngoài xã hội. Như anh Vũ về sau chơi với một hội với chúng tôi, được tôn là anh hai. Một anh nữa, người mẫu, là anh ba. Tất nhiên nếu được các em tôn sùng hay tụ tập xung quanh thì cũng sẽ có uy, có hào quang hấp dẫn riêng. Lúc đó, chuyện các em giai trẻ thần tượng và yêu chỉ là vấn đề thời gian. Lần đầu tiên khi cầm những đồ vật đẹp và đắt tiền từ tay các anh, tôi cảm thấy bối rối. Tôi cảm thấy rõ ràng mình đang lợi dụng người khác. Nhưng rồi tôi lại chặt lưỡi. Mình cho mà, mình được quyền nhận cơ mà. Khi mẹ hỏi tôi về những món đồ đó, tôi nói dối đó là đồ tôi mua được bằng việc làm thêm. Mẹ rất tin tưởng tôi và không hỏi gì nữa. Trong thế giới của chúng tôi, rất khó tìm được những tình yêu đích thực, thủy chung. Chính kiểu quan hệ phức tạp trong giới cũng dẫn đến nhiều bi kịch chết người. Mà Khôi, người tự tử liền ngay sau Khang, là một điển hình. Anh Bảo cũng là người cực kỳ thành đạt trong xã hội. Anh giàu có, rất nhiều cậu chàng mê, dù nhan sắc anh không được mặn mà cho lắm. Trong giới, ai cũng biết anh có vợ là Ánh, lúc đó đang học trường Đại học An ninh. Nhưng anh còn nhiều người yêu nữa. Những người này ai cũng nghĩ ngoài Ánh ra, anh chỉ có mình mà thôi. Khôi cũng thế. Hôm sinh nhật Khôi tròn 20 tuổi, anh Bảo đưa Khôi đi Sapa chơi mấy ngày. Sau một cuộc gần gũi ái ân, khi anh Bảo vào nhà tắm, ở ngoài Khôi bỗng đọc được một tin nhắn mùi mẫn được gửi vào máy anh. Tin của một cậu trong danh sách người tình anh Bảo. Đang trong trạng thái thật hạnh phúc, thật bay bổng, giữa một thời điểm người ta được quyền mơ mộng và gắn vào đó nhiều ý nghĩa. Bỗng chốc, Khôi bị rơi thẳng xuống vực sâu đầy ma quỷ và rắn rết. Khôi không để lộ ra dấu hiệu gì của một quyết định khủng khiếp. Từ Sapa, Khôi về quê nhà ở Bắc Ninh và lặng lẽ quyên sinh bằng một sợi dây thừng. Sau này, tôi cũng có những mối quan hệ mà tôi phải đóng vai người bảo trợ. Thật tình, tôi chưa bao giờ có quá nhiều tiền. Hơn nữa, tôi cũng không thích lắm chuyện này, vì tôi có cảm giác một tình cảm mà phải đầu tư vật chất quá nhiều thì hình như cũng mất hết ý nghĩa, chẳng có thiêng liêng và cũng chẳng hay ho gì. Thời mới ra đời, với tính cách khá sĩ diện, tôi thích người khác quan tâm săn đón không phải vì vật chất, mà điều đó khiến tôi thấy mình có giá. Ngược lại, tôi thấy thế. Nhiều người trong giới sẵn sàng bỏ tiền mua tình một đêm, nhưng tôi không bao giờ làm thế. Tuy nhiên, đây là nói chuyện quan hệ chơi bời ngoài xã hội. Còn khi yêu thực sự, tôi lại là kẻ lụy tình. Năm tháng qua đi và vấp nhiều, cũng có chút nỗ lực cộng với cái duyên, tôi đã có một nghề nghiệp gắn liền với nhiều quan hệ xã hội. Tôi nhận thấy giá trị một con người, kể cả gay hay không, không dừng lại ở trẻ, khỏe, đẹp và nhiều tiền nữa, mà là cái giá trị bên trong. Đó là uy tín nghề nghiệp, là sống mạnh mẽ và hướng thiện, là sự tự tin ở chính mình. Bố mẹ bàn với cô chú xin việc cho tôi và đích ngắm là công ty kinh doanh xăng dầu mà tôi đã thực tập suốt 3 tháng. Nhưng nghe đâu,
Tôi không được làm ở trụ sở chính của công ty, mà sẽ phải vào làm tại chi nhánh Sài Gòn. Thay vì lo lắng, tôi lại cảm thấy rất sung sướng, phấn khởi vì điều đó. Lý do thứ nhất, tôi và Nhật mang tiếng yêu nhau, nhưng lại chưa hề gặp mặt. Đó sẽ là cơ hội để chúng tôi gặp nhau và thực hiện cái viễn cảnh trước đó hai đứa thường vẽ ra, được ở chung với nhau. Nhưng lý do thứ hai hấp dẫn hơn cả. Tôi thường nghe mọi người kháo nhau rằng mảnh đất ấy như một thiên đường với những người đồng tính như mình. Nhiều lần tôi gặp những người bạn từ Sài Gòn ra chơi. Họ luôn có những câu chuyện đầy hấp dẫn và chính họ cũng có phong độ rất khác. Ở mảnh đất đó, không ai chú ý đến bạn. Bạn có thể thoải mái sống, thoải mái là chính mình. Vì ở đó, người dân đã quen với hình ảnh những người đồng tính mặc trang phục của nữ giới, kết thành từng băng. Bạn sẽ không phải lo lắng, giấu giếm như khi ở Hà Nội hay ở một thành phố nào khác trên đất nước này. Tôi đã tin vào điều đó và mơ được sống ở thiên đường tự do đó. Nhận bằng tốt nghiệp xong, gia đình tổ chức một chuyến đi thăm ông bà ngoại và bác tôi ở thành phố Biên Hòa. Tôi đã ngóng từng phút một khi tàu hỏa đưa tôi vào miền đất hứa. Khi bước chân tới ga Sài Gòn cùng gia đình, thì người tôi gặp đầu tiên không phải là nhóc, mà chính là Quyền, một người bạn trên mạng của tôi. Bạn đồng giới tôi quen trên mạng rất nhiều, và hầu như tại mỗi ga tôi đều có bạn ra đón. Nhưng Quyền, một sinh viên kiến trúc lúc đó, được tôi coi là bạn thân. Khi tôi quen Nhật, cũng kể rất nhiều cho Quyền nghe. Có lần Quyền viết thư cho tôi, nói cũng có nhiều tình cảm với tôi. Nhưng tôi và Quyền ở quá xa nhau, nên Quyền đã dìm tắt tình cảm đó đi và chỉ coi tôi như một người bạn. Khi biết tôi và Nhật yêu nhau, Quyền vui vẻ với tình cảm của hai chúng tôi. Đưa mắt tìm kiếm, tôi nhận ra một dáng người rất cao đang đứng từ phía xa nhìn lại. Nhóc của tôi cao hơn tôi rất nhiều và tôi thấy ngợp khi đứng cạnh. Tôi không dám gọi cậu ấy là nhóc nữa mà gọi tên và xưng anh. Tôi xin phép bố mẹ chạy xe máy cùng Nhật và Quyền trong khi cả nhà lên taxi về nhà ông bà ngoại. Cả ông bà ngoại và bác tôi khi biết chúng tôi quen nhau qua mạng thì đều cười rất vui. Và không ai nghi ngờ về mối quan hệ của ba thằng con trai gần tuổi nhau. Sau khi ăn cơm cùng gia đình, cũng đã khuya nên bác đã mời Quyền và Nhật về nhà bác ngủ. Dĩ nhiên, tôi cũng được phép về đó, mà không phải ở cùng bố mẹ tại nhà của ông bà. Tại đây đã xảy ra một sự cố nho nhỏ. Vì các phòng ngủ đều chật, nên ba đứa chúng tôi đành ngủ tạm dưới nền nhà ở phòng khách. Bóng tối bao trùm, tôi nằm bên cạnh Nhật và Quyền, nghe âm thanh của miền đất xa lạ. Dần dần, tôi và Nhật ôm siết lấy nhau và chuyện gì đến đã phải đến. Chúng tôi quấn lấy nhau, lột bỏ hết quần áo. Quyền vẫn nằm bên, giữa lúc say sưa thì Quyền đập vai tôi. Quay lại, tôi giật thót mình khi thấy một bóng người vừa di chuyển từ phòng khách xuống dưới bếp. Không biết đó là bác gái hay bác trai của tôi, tình cờ đi vệ sinh đã chú ý đến những âm thanh và chuyển động lạ và đã dừng lại quan sát mà chúng tôi không hề hay biết. Chúng tôi rất hoảng sợ và vội bàn bạc cách đối phó. Cuối cùng, Quyền đề nghị nếu bị chất vấn, Quyền sẽ nhận đã quan hệ với Nhật. Tôi chẳng liên quan gì để giữ thể diện với gia đình. Tuy nhiên, sáng hôm sau, chẳng có điều gì xảy ra. Bác tôi đã chọn giải pháp lờ đi mọi chuyện.
Những ngày ở miền Nam thật sôi động. Suốt ngày tôi đi chơi với Nhật và Quyền. Các bạn dẫn tôi đến xem và chơi ở những nơi nổi tiếng của Sài Gòn. Thành phố rộng lớn và cởi mở này đúng là rất dễ sống với giới gay. Chúng tôi hay ra tụ tập ở khu vực nhà thờ Đức Bà. Ở đó, giới gay hay đến ngồi uống cà phê thành từng nhóm. Thành phố này có những vũ trường, bar, quán cà phê, thậm chí rạp chiếu phim là nơi gay hẹn hò, tụ tập. Ở đây có cả những điểm massage, sauna và spa dành riêng cho gay mà tiếp viên đa số là gay. Nhưng cũng có những chàng trai 100% vì cần tiền cũng xin vào đây phục vụ. Ngoài ra còn có một tập quán khá lạ là ở nhiều đám ma xuất hiện một đám những người đồng tính cải trang thành phụ nữ với những bộ ngực được bơm căng mà ở đây người ta vẫn gọi là BD. Họ tới ca hát, múa may rất xôm tụ. Đám ma ở đây cũng kéo dài đến mấy ngày. Người lạ như tôi đi từ xa lại cứ tưởng đám cưới. Tôi hòa nhập rất nhanh với môi trường của Sài Thành sôi động. Không biết sợ là gì. Nơi nào Nhật và Quyền đưa đi là tôi đến. Một Sài Gòn ồn ào, tấp nập, đón nhận tôi như tôi thuộc về nó. Tại Sài Gòn, Quyền giới thiệu cho tôi nhiều người bạn mới. Những người bạn mà đến giờ, mỗi khi vào Sài Gòn tình cờ gặp lại, họ đều nhận ra tôi. Nhưng bản thân tôi thì không thể nào nhớ được họ là ai, và tôi đã quen họ trong trường hợp cụ thể nào. Tôi và gia đình vào thăm ông bà ngoại hơn một tháng, nhưng thời gian tôi ở cùng gia đình và họ hàng tổng cộng chắc không quá được 3-4 ngày. Hết ngày này đến ngày khác, tôi lại cùng Quyền và Nhật chạy theo các cuộc chơi, các cuộc hẹn hò với những người bạn đồng giới mới quen. Có một lần, Nhật bận việc và chỉ có Quyền đưa tôi trở lại Biên Hòa. Ngồi đằng sau Quyền, một cách rất tự nhiên, bất chợt tôi ôm chặt lấy cậu bạn thân của mình. Và rồi cũng bất chợt, Quyền không đi thẳng đường về Biên Hòa như mọi khi, mà rẽ phải đi qua những rừng cao su bạt ngàn. Quyền rủ tôi vào một vạt rừng đi dạo. Không gian yên ắng, không bóng người qua lại. Quyền trải chiếc áo mưa kéo tôi ngồi xuống. Hai đứa say sưa nói chuyện, rồi gần gũi hơn lúc nào không biết. Đây là lần duy nhất tôi quan hệ với Quyền. Cũng chỉ là những nụ hôn, là những khám phá cơ thể đơn thuần. Tôi và Quyền đã không nghĩ gì hết. Mặc dù khi đó tôi đang yêu Nhật và Quyền cũng đang có một người bạn trai tên Bảo. Đến tận bây giờ, điều này vẫn là một kỷ niệm, một bí mật giữa tôi và Quyền. Nhật và Bảo không hề hay biết. Sau chuyện này, giữa tôi và Quyền chỉ đọng lại một tình bạn đơn thuần, không còn nhục dục. Về sau, mỗi lần vào Sài Gòn, tôi thường tới nhà Quyền ở. Hai đứa vẫn ngủ chung giường, nhưng tuyệt đối không còn sự chung đụng nào cả. Cuối tháng 8 năm đó, cô chú gọi điện cho bố mẹ tôi hỏi: anh chị muốn để thằng Trung làm việc trong Sài Gòn, Hải Phòng hay Bắc Ninh? Em có thể thu xếp cho nó làm ở các chi nhánh một thời gian. Khi nào có kinh nghiệm thì sẽ đưa về Hà Nội làm việc sau. Bố mẹ băn khoăn và hỏi ý tôi thế nào. Tôi đáp ngay chẳng cần suy nghĩ: con muốn sống và làm việc ở Sài Gòn. Thế nhưng, mong muốn đó của tôi không được chấp nhận. Mẹ tôi thương con xa nhà sẽ vất vả. Bố tôi lo khi thấy tôi hòa nhập với môi trường Sài Gòn nhanh chóng quá, sợ tôi học đòi hư hỏng. Nên quyết định cho tôi làm việc tại Bắc Ninh. Dù sao Bắc Ninh cũng gần nhà hơn, đi về có hơn 30 cây số.
Dĩ nhiên lúc này, hai vị phụ huynh đều không hề hay biết những mối quan hệ đồng tính của tôi. Ở chơi thêm vài ngày, tôi phải chia tay Nhật và Quyền để về lại Hà Nội. Ngồi trên tàu hỏa trở về, tôi mới bắt đầu ngẫm nghĩ đến những việc mình đã làm ở Sài Gòn. Bố nói tôi ích kỷ và có phần bất hiếu cũng chẳng sai. Khi suốt quãng thời gian đó, tôi chẳng hề đoái hoài đến ông bà và gia đình mình, mà chỉ chạy theo những thú vui của bản thân. Có lẽ ngày đó, tôi vẫn còn quá nhiều những đam mê và những thú vui bồng bột. Ngay khi về Hà Nội, tôi bắt đầu với những công việc của một nhân viên kế toán tập sự tại chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh thuộc công ty xăng dầu khu vực 1. Công việc và những mối quan hệ đồng nghiệp mới ở một nơi cách nhà đến 30 cây số khiến tôi bị cuốn hút. Tôi lao vào làm việc và học hỏi để chứng minh mình. Trước đó, tôi mang mặc cảm là sinh viên của một trường đại học dân lập, cộng thêm sự tự ti của một chàng cử nhân được vào cơ quan nhờ mối quan hệ của gia đình. Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh khi đó mới được thành lập. Phòng kế toán của tôi cũng chỉ có 5 người. Tôi bé nhất phòng, lại là con cháu của sếp lớn, nên cũng nhận được nhiều ưu ái. Tuy nhiên, tôi không lấy làm tự hào, mà luôn cố gắng để xóa đi hình ảnh đó. Tôi muốn chứng minh năng lực của mình, không phải là con ông cháu cha. Tôi vẫn đi đi về về giữa Hà Nội và Bắc Ninh. Công việc mới khiến tôi bận bịu. Nhật thường trách tôi thờ ơ vì tôi ít chat. Cậu đưa ra hàng loạt những băn khoăn, trách móc, rồi phỏng đoán rằng tôi đã có người yêu khác. Tôi thấy mệt mỏi. Cuối cùng, tôi công nhận như thế, dù tôi không có ai cả. Nhật lồng lên đòi bỏ học ra Hà Nội để tìm tôi. Mãi sau thì Nhật cũng ra Hà Nội, nhưng lúc này chúng tôi không còn quan hệ gì đặc biệt. Về sau, tôi được biết cậu đi ra nước ngoài sống.
just that Christmas feeling. Once every year we see it all revealing, and that can be a heavy cross to bear. You've been in the dark, but Christmas Eve will find you, 'cause I see a spark. I put my bet on you this time, so gather your hopes and sing it out within your heart. When it seems so hard to carry through, like the whole world's put a weight on you, what's Christmas the friend, the helping hand. Well, let there be just one more holy night. Let me see the light that shines so bright. But it's Christmas time and the bells are ringing now. Let there be just one. Bạn đang nghe Rogers Podcast, một podcast chuyên biệt về cộng đồng đồng tính nam tại Việt Nam.